6 con giáp được quý nhân nâng đỡ, may mắn không ai sánh bằng. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 âm lịch là ngày may mắn nhất trong năm đối với những tuổi này. Các bạn sẽ đón nhận cơn mưa tài lộc, vận may bất ngờ ập tới. Người thì được cấp trên khen thưởng, đề bạt, người thì nhận được lời tán dương của đối tác. Vì vậy mà các hợp đồng được ký kết một cách nhanh chóng, cơ hội hợp tác làm ăn đến liên tục, giúp cho bạn có cơ hội thoát nghèo, đổi đời, nhiều bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ. Tuy nhiên, các bạn chớ dại mà tiêu xài hoang phí, hãy biết tiết kiệm ngay từ bây giờ. Về mặt tình duyên, các bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì tình yêu thăng hoa, được bạn đời, người yêu hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc. Đó là các tuổi Tý, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ và Hợi. Tuổi Tý, xem tử vi ngày 22 tháng 12 năm 2022 âm lịch. Ngày hôm nay của Tý được thực thần trợ lực nên công việc tiến triển như mong đợi. Con giáp này thông minh, sáng dạ, nhanh nhẹn hơn người nên biết cách lôi kéo khách hàng. Lục lá đa phần đến từ công việc tay trái hoặc những người làm tự do. Ngũ hành bản mệnh cũng xung khắc với ngũ hành ngày nên đường tình duyên của Tý còn lắm gập ghềnh và chông gai. Bất kể là tình yêu đôi lứa, tình bạn hay tình thân đều có thể xuất hiện rạn nứt, nên bạn chú ý cách cư xử của mình để không phá hỏng mối quan hệ. Bù lại mà tiền bạc khá ổn định, con giáp này giữ được ví tiền của mình, không bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt. Bạn biết cách cân đối chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để rơi vào tình trạng túng thiếu. Để được công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn của Ngày Tốt Toàn Thư. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão, tử vi ngày 22 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp cho biết tuổi Mão có thiên tài chiếu mệnh nên khá thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bạn. Mặt sáng trong ngày là tình cảm, nhờ tam hợp nâng đỡ, một chút cãi vã chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Quan trọng là bạn phải nêm nếm sao cho vừa bạn. Người có gia đình thì giỏi đối nội, đối ngoại, đi đâu cũng được người ta nể. Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương, chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương. Còn người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận, nhờ đó tính toán tài tình của mình. Con giáp này biết cân đối lại kế hoạch tài chính của mình, tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ vậy các khoản tích góp của Mão sẽ tăng lên mỗi ngày, đảm bảo cho bạn một tương lai đủ đầy, không phải lo lắng quá về chuyện tiền bạc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn chịu ảnh hưởng từ chính ấn nên đi làm rất bình thản, không hám danh lợi, cạnh tranh. Là con giáp có chí lớn, bạn đòi lại được quyền lợi trong công việc, nhưng đôi khi làm việc còn thiên về cảm tính khá nhiều nên vẫn chưa phát được. Cục diện hai hành thổ tương hòa, dự báo mà tình cảm của Thìn được bình ổn, không có sóng gió. Dù công việc có chút áp lực, nhưng bạn may mắn, vẫn còn gia đình, bạn bè đứng sau động viên ủng hộ. Tình hình tài chính của bạn tương đối ổn định, bạn biết cách chi tiêu hợp lý, lên kế hoạch chi tiết nên không phát sinh nhiều khoản chi phí nào. Mọi thứ đều nằm trong dự định và tầm kiểm soát của bạn. Đây có thể coi là một ngày vượng vận khí với người tuổi Thìn ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Ngày này có các hung tinh chủ ốm đau tác động, con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý ảnh hưởng của hung tinh có thể gây chấn thương, họa huyết quang bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, hôm nay đường sự nghiệp của Tỵ may mắn nhờ có chính quan soi chiếu, đặc biệt là các bạn làm quan, sắp bầu cử, thi cử, học hành sẽ thuận lợi hơn người. Tỵ nên tranh thủ ngày này để khai trương, mở hàng, đăng ký đi thi lấy may. Tam hội sẽ giúp đỡ bạn trong chuyện tình cảm, làm gì cũng có người giúp đỡ. Thái độ sống của bạn quá tốt, khiến mọi người thích nói chuyện với bạn. Nhờ vậy, bạn cũng có được điểm cộng trong mắt cấp trên.
và tiền bạc may mắn nhờ cục diện ngũ hành, hỏa sinh thổ. Nói về độ ham kiếm tiền thì khó ai qua được Tỵ. Con giáp này luôn tâm niệm, chỉ có làm thì mới có ăn, nên không dựa dẫm ai bao giờ. Đồng tiền bạn làm ra luôn luôn được chi tiêu đúng đắn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thần mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, công việc của bản mệnh có điểm tranh đấu, chơi xấu nhau do có thiên quan chiếu vận, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, cấp trên, quản lý. Ở đời chẳng tin được ai cả, bạn ăn nên làm ra thì có kẻ nóng mặt, muốn giành phần của Ngọ. Nhưng nhờ tam hội trợ vận nên bên cạnh tiểu nhân thì vẫn có nhiều người tốt sẵn sàng giúp bạn lúc gian nguy. Dù vất vả nhưng Ngọ vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, không để người nhà oán trách bao giờ. Cục diện hỏa sinh thổ đem lại nhiều tin cát lành cho ví tiền của con giáp này. Hôm nay, bạn có thể thoải mái chi cho những khoản tiêu vặt mà vẫn tiết kiệm được một số tiền kha khá. Tất cả là nhờ công sức chắt góp của bạn trong thời gian vừa qua. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất của ngày tốt toàn thư. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, xem tử vi ngày 22 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho thấy hàng loạt tin tích cực sẽ tới trong ngày với tuổi Hợi, đặc biệt là ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này có được nhiều may mắn khi vận trình khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ nhiều bề. Cục diện tam hợp kết hợp với thiên ấn cát tinh nâng đỡ giúp cho các kế hoạch của bản mệnh tiến triển êm xuôi, thuận lợi. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt khi Hợi đang được giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng, thể hiện vị thế của mình trong tập thể. Nhờ tam hợp soi sáng nên tình cảm có khởi sắc, Hợi biết sống cho bản thân nhiều hơn, dẹp bỏ những mối quan hệ giả tạo, đừng quá để ý lời người ta nói, bởi vì họ có miệng nhưng chưa chắc đã có đạo đức, bạn càng bơ đi thì càng sống tốt hơn họ. Theo tử vi ngày 22 tháng 12 năm 2022 của tuổi Hợi âm lịch, tài lộc của tuổi Hợi có sự tăng tiến, không chỉ khoản thu chính, con giáp này còn có thêm thu nhập từ các khoản thu phụ. Bán hợp thái tuế, báo hiệu tuổi Hợi nhận được nhiều sự hậu thuẫn trong công việc, nhờ vậy bạn có thể phát huy được một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6, ngày 13 tháng 1 năm 2023 dương lịch là ngày Tân Mùi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm lộ bàng thổ, ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi, thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu, kỵ tuổi Ất Sửu, Đinh Sửu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.